Hiện nay tại huyện Mường Trà, nhiều gia đình đã mua máy thái chuối đa năng phục vụ cho việc chăn nuôi gia súc gia cầm để nâng cao năng suất lao động, tiết kiệm thời gian công sức. Tuy nhiên, bên cạnh những ưu điểm đã xảy ra những tai nạn đáng tiếc từ chính chiếc máy này do người dùng bất cẩn. Theo thống kê của Trung tâm Y tế huyện Mường Trà, trong năm 2021 và 3 tháng đầu năm 2022, đã có hơn 30 bệnh nhân nhập viện do tai nạn lao động khi sử dụng máy thái chuối. Chiếc máy thái chuối mà người dân ở các bản vùng cao huyện Mường Trà dùng là máy có cấu tạo đơn giản, gồm motor cắm điện, lưỡi dao gắn trục quay, phễu để cho cây chuối vào thái. Giá của loại máy này cũng rất phù hợp với túi tiền của người dân, bình quân từ 1,2 triệu đồng đến 3 triệu đồng. Cách vận hành cũng rất đơn giản, chỉ cần cắm dây máy vào nguồn điện, rồi đưa một đầu thân cây chuối vào, máy sẽ tự động thái. Độ to nhỏ của thức ăn có thể được thay đổi tùy ý, vì thế mà rất nhiều hộ nông dân đã mua về để sử dụng. Tuy nhiên, bà con cần hết sức thận trọng khi sử dụng loại máy này, tránh những rủi ro đáng tiếc xảy ra.